Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, phải nói là khá là lâu cô bác ạ mới trở lại em Cương với lại bà cô bác. Hôm nay thì rất là đặc biệt cô bác ạ. Nhà em Cương thì hôm nay đã làm ngày tân gia rồi. Đấy, và cho hai anh em xin gửi một lời chúc sang năm mới tất cả mọi điều tốt đẹp, may mắn đến với tất cả các bác, cô chú, anh chị đang theo dõi ở trên kênh bản em cô bác nhé. Chúc cô bác sang năm mới gặp thật nhiều may mắn. Đấy, còn bây giờ thì hai anh em sẽ đi vào và ghi hình lại cái khoảng thời gian mà khi mà cháu Lực hoàn thiện cái ngôi nhà của em Cương rồi. Và đến hôm nay cô bác, ngày rất là đặc biệt luôn, là em Cương thì cũng đã đi làm về và hôm nay thì cũng đã làm tân gia cô bác ạ. Hôm qua thì em Cương mới điện cho cháu Lực nói là hôm nay là ngày tân gia, em Cương cũng báo làm tân gia đột ngột của cô bác ạ, thành ra là cháu Lực cũng không chưa có chuẩn bị được cái gì cả. Tại ở đây thì cháu Lực cũng đem theo cái tấm bảng mà hầu như là vào ngôi nhà làm nhà nào thì cháu Lực cũng đều treo tấm bảng cả cô bác ạ. Ở đây thì tấm biển này thì cháu Lực cùng với xá là kết hợp để trao tặng ngôi nhà cho em Cương, thì cháu Lực ghi là tập thể nhà hảo tâm trên kênh YouTube bản em và Ủy ban Nhân dân xá trao tặng ngôi nhà hai bà cháu cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì Sử cầm cái này nhá. Đấy, ngôi nhà của em Cương thì được phủ lên cho mình là một cái tấm poro màu trắng, gọi là màu trắng nổi nhất bản ở trên khu này cô bác. Hầu như là chỗ này nhà nào cũng làm lập bằng tôn hết cả, nhưng mà cũng lập tấm tôn nó cũng đã chuẩn bị sang màu đen hết rồi. Đấy, phải nói là một thời gian khá là lâu rồi cô bác ạ, cháu Lực mới quay lại ghi hình em Cương. Đấy, khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà làm nhà xong thì em Cương cũng đi làm để mà lấy tiền về đóng lãi hàng tháng, cũng như là tiết kiệm tiền để mà giả cái nốt cái khoản phần ngân hàng. Khoản phần ngân hàng của nhà em Cương thì là rơi đâu đó là độ tầm hơn 25 triệu các bác ạ. Nó bị bay mà. Ờ. Hả? Thằng này được chưa? Ồ, tại khán này à? Thằng này nó khả tâm đi mà. Không biết là nhà em Cương là đang làm thêm hoàn thiện cái gì. Cháu Lực thấy là nghe từ xa xa là có thể có tiếng gõ. Hay một tí nữa thì cháu Lực sẽ ghi hình từ trên cao cho tất cả cô bác anh chị là cùng ngắm nhìn về cái ngôi nhà của em Cương từ phần trên cao xuống. Hôm nay thì có cả em Sử lên tân gia này. Hôm qua thì em Cương cũng có điện cho em Sử nữa. Thế là hôm nay hai anh em mới hẹn nhau là cùng vào nhà. Vậy những cung đường này thì khi mà cháu Lực đi vào nhà em Cương thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi. Trong khoảng thời gian qua thì phải nói là rất là cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em để giúp cho em Cương có được một ngôi nhà mà đẹp
Nhật Bản ở đây luôn cô bác. Ở đây thì nói mà không gọi là đẹp Nhật Bản thì nó cũng không có đẹp Nhật Bản mà nó mới thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà ở trên kia, ở trên cái phần hoàn toàn trên phần mái thì thiết kế theo kiểu dạng là mái Thái cô bác ạ. Thế đây thì thuộc dạng là nhà sàn. Hôm nay thì có thể là có khá là đông người đấy cô bác. Tân gia. Mùa này thì vào mùa cưới cũng như là vào mùa tân gia thì ra là ôi chắc là chuẩn bị ăn cơm rồi các bác ạ. Nhìn đấy cũng lên là khá là muộn hay sao rồi. Đây, ở dưới nhà thì có thể là bây giờ cất đồ đạc thành ra là khá là bừa bộn một chút. Có xuống bên này cơm ở đây này. Ôi, nó bị mà châu mê cái mà chứ mà chứ không khỏe bị hôm nay anh là đầu bếp chính à? Đúng rồi, đầu bếp. Đầu bếp chính á. Hôm nay có tổng bao nhiêu món anh? 8-9 món à. Đây, còn là về cái phần tân gia này thì là gia đình là tự lo luôn các bác thì nó được hiện tại thì cái phần kinh phí thì cũng đã hết rồi, thành ra là không có giúp em Cương để mà lo cái phần nốt tân gia còn lại nữa. Hôm nay thì anh đầu bếp nói là có 7-8 món ấy. Có món gì anh? Món lòng này, món thịt áp trao này. Có món lòng với dồi này. Thịt nạc xào rừng này. Xào gừng này. Kia là nộm nó đủ này. Anh? Kia nộm nộm nó đủ à? Nộm. Đây là thịt gà bản luôn này anh. Hôm nay thì làm bao nhiêu mâm hả chú? 20 mâm. 20 mâm nữa à? Thế là 20 mâm người ta đông rồi. Đây là đang làm thêm cái gì đây chú? Sửa lại à? Hôm nay thì tiện thể là đông người hơn các bác cho nên là bà con cũng các chú cũng giúp đỡ là em Cương để mà sửa thêm cái chuồng trâu này nữa. Vâng. Hai bà cháu làm được. Vâng. Ở đây thì sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà xong ấy thì cái phần lán thì cũng là tận dụng lại để mà sửa lại để làm chuồng trâu luôn. Đấy, bây giờ các anh đang làm thì cháu Lực sẽ đi vào trong ngôi nhà thêm một chút nữa các bác. Ôi đây là rượu à anh? Đây có cả rượu à. Đấy, tân gia với lại tân gia những cái tiệc tùng thì không thể thiếu được những cái chai rượu hay là những cái lít rượu cả cô bác. Chai chuồng ai dân là này ông bán nâng thao phải xẹp nó mới chớ nó phải nói là khá là lâu rồi thì cháu Lực mới gặp lại bà của em Cương. Đấy, cái phần hành lang này thì ở chỗ này bây giờ hiện tại để có một cây thôi bác. Trong nhà thì khá là rộng rãi. Ôi, tắm á. Mà đừng mẹ. Tắc lầu ăn. Lầu. Xin ạ. À? Tắc lầu ăn. Ừ, lầu. Thưa bác anh chị là nếu mà khi mà nếu có tiệc tùng gì á, ai mà người là múc rượu này thì có thể là say luôn đấy. Người nguyên cái mùi rượu đã say rồi. Đấy. Ở đây thì trước cháu Lực cũng đã ghi hình thêm một lần rồi các bác này. Vào trong nhà thì vẫn chưa có gì là thay đổi đâu, khá là rộng rãi các bác. Ở đây thì hiện tại là cái phần này thì sẽ không có làm bếp củi đây đâu các bác, nhưng mà vẫn đốt một chút để làm cái này là cái phong tục truyền thống dân tộc Nùng ấy. Khi mà mình đi vào nhà mới ấy, thì mình phải đốt lửa thêm một chút thì nó mới có nhiều điều nó may mắn hay là niềm vui nó đến với mình các bác. À, bây giờ thì sẽ cùng là mấy anh em cùng các chú là bày mâm luôn các bác để cho ừ.
Đấy, em Cương thì cũng vừa mới về luôn các bác. Cương thì vừa đi đâu về? Mua đây ạ. À. Mua nước ngọt à? À. À, Cương gửi một lời chào tới các bác nhé, các ông bà nhé. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, cho bà đi qua đó. Đấy, Cương là đi làm về từ được bao nhiêu hôm rồi? Ba hôm à, ba trong này cho nó rộng rãi chứ. Bây giờ là cùng để các chú để giải mâm lên chứ. À, bây giờ gọi anh Sử lên đi, gọi anh Sử và hộ một chút. Hai anh em. Sử ơi, Sử à? Mới này, mới này, mới này. Bốn mươi bát cà bột cà chử. Anh mới xuống đúng không? Thì bật túi áo còn chơi tôi làm ca là này chút đi mà chân này ăn dễ còn chuông chân mình ở lên tứ ta.
Ở đây thì bây giờ đang đến giờ là chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác ạ. Thành ra là các chú là đều đang sớm mâm hết rồi. Cường thì hôm nay cũng khá là bận rộn các bác ạ, em Cường ấy. Sáng nay thì dậy từ mấy giờ hả Cường? Từ 5 giờ à? Đấy. Em Cường thì hiện tại là đã đi làm rồi các bác. Em đi làm để mà lấy tiền về để mà còn giúp đỡ bà này. Xong là lấy tiền về nộp lái khoản ngân hàng. Nếu mà dư ra thì em tiết kiệm để mà đóng giả cái phần ngân hàng còn lại. Thì coi như là em Cường đã hầu như là không có còn là nợ nần gì nữa. Và qua những cái thước phim thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ đón nhận được cái phần trợ duyên của các ông các bà gửi tới cho em Cương để giúp đỡ cho em Cương một phần nào đấy về cái khoản ngân hàng một chút cô bác ạ. Hôm nay thì là ngày sau bao nhiêu ngày tháng khi mà dỡ nhà xong lại đến lúc mà đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thiện xong ngôi nhà của em Cương rồi. Cương thì hôm nay là biết là làm bao nhiêu mâm không? Bà bảo làm 20 đến 30 mâm. Bà bảo làm 20 30 mâm à? Thế hôm nay thì vẫn khoản tiền dân ra thì hôm nọ em đi làm hay là như nào? Đi làm à? Lấy về một tí. Lấy về một tí à? Thế là hôm nay là thịt lợn à? Anh thấy là hôm nay là thịt lợn à? Lợn hôm nay thịt thì độ tầm bao nhiêu cân? Tầm dạ tôi lấy con nhà đi đổi. Lấy con nhà đi đổi à? Xong đây bạn nhiều tôi dắt mày đổ. Đáng lẽ ra là hôm nọ có một bác là cũng muốn hỗ trợ là em Cương là một con lợn về tân gia, nhưng mà do là khi mà cháu Lực nhận được cái tin em Cương bảo cháu Lực rằng là ngày mai là tân gia rồi, cho nên là khi mà cháu Lực liên lạc lại với bác thì bây giờ cháu Lực có thể như là ở bên đấy cháy ở bên bác ở bên nước ngoài, thành ra là khác giờ Việt Nam, thành ra là không có liên lạc lại được cùng với cháu Lực nữa. Nhưng mà để thời gian mà tới khi mà hoàn thiện tân gia xong, nhưng mà bác lại có muốn giúp đỡ em Cương thì có thể là giúp đỡ cho em Cương về để mà làm giống nuôi của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy là khá là đông người các bác, hầu như là ai nấy đều mặc trên mình là những cái bộ truyền thống dân tộc Nùng ở các bác, kể cả các chú này, các cô này cũng thế. Không biết là bây giờ trên kia thì đã bày mâm xong chưa, cháu Lực đi vào xem là hôm nay sẽ có bao nhiêu món các bác nhé. Tiện thể là ghi hình cho tất cả các bác cũng biết luôn. Ôi, thì không đèn mà đấy. Đây, ở đây thì hình như là bác nào về mà hình ăn tân gia của bác thì đều là có gạo. Sao sẽ di chuyển lên kia là cùng em Cương này, ba này đi vào nhập tân gia đâu các bác ạ. Đấy, ở đây thì cũng được tất cả các bác ra giúp đỡ em Cương với lại bà rất là nhiều các bác ạ. Nào Sứ ơi, đi lên nhà đi. Ăn cơm. Vâng ạ. À. Sứ ơi này. Tí xin. Dạ. Được rồi. Đi vào ngoài con. Con đàn nàng ra. Mơ nàng con 800 nào? À 700 nào? Hả? À 700 nào nữa. Đây, hai anh em đi vào đây ngồi đi. Bà thì ngồi ở một góc khác rồi có bác. Hôm nay thì chúng tôi nhìn thấy là ở trên nhà thì bày là 10 mâm, còn hơn 10 mâm nữa bác chưa thấy bày. Bà
Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy vừa rồi anh đầu bếp nói cháu Lực là có 8 món, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là có 10 món rồi các bác. Cái này là thịt lợn à? Thịt lợn xào với lại hành tây các bác. Ở đây là giá đố này, hầu như là trên vùng cao là không thể thiếu cái món này được. Và bên này là thịt gà bản. Cậu bên này là phần dồi các bác này, dồi với lại gan với lại thêm lòng nữa. Bên kia thì là canh. Còn bên này là nấm xào cái gì nhỉ? Đây là nấm các bác này, đây là nấm xào không, như kiểu là nấm hương. Cái này là không phải nấm hương đâu các bác. Còn món này là món thịt lợn mà chiên các bác ạ. Đây, ở đây thịt lợn áp chao ấy, hầu như là trên bản ứng cố tiệc tùng gì cũng không thể thiếu được cái món này. Có cả đậu phụ nữa. Hôm nay thì có cả em Sử là vào tân gia của nhà em Khương các bác ạ. Nhà em Sử thì sắp tân gia xong rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý cô bác anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm đâu các bác. Cháu Cương xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm cùng cháu. Cháu Sử xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm cùng mấy anh em ạ. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin phép là dừng ghi hình lại một chút cô bác ạ, để một tí nữa anh em ăn cơm đã cô bác, cháu Lực sẽ lại tiếp tục ghi hình sau. Vừa rồi đang ăn cơm các bác, còn quên cái món là tráng miệng nữa, cho nên là bây giờ mấy anh em là phải làm ra để mà cắt ra. Cắt được không? Cắt miếng. Mới mâm là một quả không? Mới mâm là ba quả. Hôm nay thì phần tân gia các bác thì canh của cháu Lực thì cũng hỗ trợ được gia đình thêm một chút nào nữa cả. Hôm nọ thì cháu Lực giúp đỡ em Cương là kêu gọi được 40 triệu thôi, và cái phần khoản ấy thì hiện tại là cháu Lực cũng đã làm và sử dụng hết rồi, cho nên là bây giờ không còn dư ra một chút nào rồi các bác ạ. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là các cô, các khách ấy, bây giờ khách thì mới ra là nhiều hơn các bác. Ở đây thì hình như là làm theo cái lễ rồi đấy, cầm theo cả cái chậu đỏ này. Bây giờ thì không biết là cái lễ này là cái lễ gì, cháu Lực sẽ đi theo và xem bác để làm cái gì. Ô, đúng tiếng mới đúng không tài nổ? Phân, ổ tốt khâu ra nè à? Tốt khâu à? Bạn nói tốt khâu, ổ tốt mình nữa? Ở đây là một cái, hình như là cháu Lực không có biết là cái lễ gì các bác, hình như là... anh có biết cái là cái gì không? Để làm gì không? Dạ. Vâng, cái chậu đỏ này. Xong là bỏ gạo vào đấy đúng không? Thế bây giờ thì đi xem một chút đã. Đấy, đi cháu Lực cũng rất là tò mò vì cái lế này các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cô đang bỏ gạo ra để mà bỏ vào cái chậu đỏ ấy. Xong là đem lên cho bà của em Cương. Ôi, ở tươn vàng đấy mà tài. Có cả 10 cái bát này các bác này, 10 cái bát. Thêm là một pep rượu nữa. Pep rượu thì đổ đâu đó tầm hơn 2 lít một chút. Hình như là kèm theo cả tiền luôn rồi các bác ạ. Có cả tiền luôn các bác. Kèm theo cả tiền là 200.000. Ở đây thì rất là độc đáo các bác, thì một tí nữa cháu Lực sẽ hỏi những vị lớn tuổi hơn thì xem là cái này cái phong tục này nó là cái phong tục gì các bác nhá. Còn nó hóc bóng không khảo chiếu đúng không cảm này đi nè. Còn nó hóc bóng á? Khảo chiếu cả ngàn đô. Bây giờ phải đi hỏi những người mà lớn tuổi hơn thì mới biết được các bác ạ. Hỏi những người lớn tuổi hơn thì phải bảo hỏi là người chú nào biết nói tiếng Kinh ấy, thì mới hỏi được. Đấy, đang cho bà đấy, cho bà.
À, có hai người ạ. Bây giờ thì hình như là để lên trên bàn thờ sao các bác ạ? Thấy bà của em Cương là để lên trên bàn thờ. Lực nhìn thấy là có rất là nhiều các bác, có rất là nhiều những cái chậu đỏ này. Có 1, 2, 3, 3 cái chậu đỏ luôn. Bên kia thì kèm theo cả vải đỏ nữa. Và ở đây một điều đặc biệt, nếu mà nhà của dân tộc Nùng các bác thì không bao giờ thể thiếu được những cái tấm vải đỏ đỏ trên này các bác này. Đó là một cái bùa gọi là như kiểu cho may mắn cho gia đình hay là cái gì đấy các bác. Đây, bây giờ thì Trấn Lực cũng sẽ làm luôn tảo lý đó các bác ạ. Một tí nữa thì sẽ quên. Này à? Này, làm hồi nãy không? Hồi nãy không? Hồi nãy là... Mình ảnh thân mới, hồi nãy không? Bà thì hôm nay rất là vui các bác ạ. Bà thì hôm nay có vẻ là rất là bận rộn hơn rất là nhiều các bác. Em Cương thì không có biết nhiều về những cái phong tục hay là truyền thống khi mà lên nhà mới cả. Còn tất cả mọi việc thì đều là do bà là quyết định hết. Ôi, ăn mì tôm đấy bà kìa. Ai là chuyện ăn? À? Ờ, là nó nhóc gì phò? À, này, này à? Ờ, này. Ở đây. Có hốc cái này mà lên tập này. Có điếng này à? Này là xôi, xôi của bác ạ. Làm thử yếu đây bố. Thử yếu đây bố. Này là bên xôi này là của bên nhà, hình như là bên nhà ngoại của bà của bác ạ. Là đem lên cho. Để cho Lực sẽ xin phép là thử miếng này bác. Xôi rất là thơm quá. Đây, em Cường thì bây giờ đang là bày thêm cái món hoa quả ra nữa các bác. À, thật ra thì rất là mong cô ba anh chị sẽ thông cảm, cô ba anh chị thông cảm cho em Cương. Em Cương là một người mà rất ít học các bác ạ. Ở đây thì em mới chỉ biết là từ mà gọi là đi làm cố gắng để mà kiếm tiền về lo cho bà, cũng như là bản thân của em, thành ra là em cái tính của em là làm như kiểu là hơi im lặng một chút các bác. Ngoài thấy em Cường là đang đi phát gọi là từng cái quả mầm một đây, là sẽ bây giờ là món tráng miệng luôn các bác. Ôi các bác, của chị lâu mà các bác. Mà của chị lâu mà. Hôm nay là một bát lược cả, em thấy chỉ thấy là một bác thôi. Ta nghĩ là có hai bát lược cả các bác ạ, nhưng mà chỉ có một bát thôi. Ta nhìn thấy là bên ngoại của bà ấy các bác là làm thêm một cái lế nữa, đóng thêm một cái tấm vải đỏ đỏ nữa lên trên cái phần cửa. Ở đây thì nó giúp cho gia đình gọi là như là không có điều may mắn thì nó đến với gia đình nhiều hơn nữa các bác, để tránh được những cái nhiều. Đấy, khi mà làm xong thì phải là mời nhau thêm một chén rượu. Rất là độc đáo các bác ạ. Đấy. Đấy. Bây giờ thì đi hỏi bác thợ cả xem là cái lấy này là làm gì. À, mới là sắm à? Lúc bên đây lấy hót của thằng này. Như bác thợ cả thì làm cái này là làm gì đó? Liên tục mình thì phải làm như thế. Có nghĩa là phong tục người Nùng mình là bắt đầu mình lên nhà mới là mình phải cắm vải đỏ trên cửa. Đấy. Nhà nào thế, cứ người Nùng là nhà nào cũng có. Là như cái tấm vải đỏ này như nó giúp là điều may mắn đúng không? Cái này là đấy, ba người. Thế như cái này là như cái tấm vải đỏ này thì những người nào mà được đóng ở trên này? Đấy là những người mà nó phải nó gọi là anh em. Đây là cậu hoặc là cậu em trai gì đấy. Đấy, cậu Cương rồi đấy. Đấy, rồi đấy. Là anh em trong gia đình ở bên ngoại đúng không? Bên ngoại. Thế cháu cảm ơn nhá. Hôm nay một bác thử cả đâu rồi? Có một chắc có mình chú luôn. Đi
Ôi. Đi Trung Thịnh ở bên Bà Giang. À đi Trung Thịnh nhà. À thế có mình bác rồi à? Vâng. Nên cháu cảm ơn bác nhá. Vâng, cháu cảm ơn bác đã cho cháu biết là thêm cái điều này. Ta phải nói là có rất là nhiều những cái nét đẹp còn đang tiềm ẩn của bác. À, chưa có thể là khám phá ra được hết được. Đấy. Dần dần thì cháu Lực sẽ đi chia sẻ thêm rất là nhiều những cái điều bí ẩn hay là nhiều những cái bản sắc dân tộc ở trên vùng cao cho tất cả các bác anh chị là cùng biết đôi chút về cái những cái điều mà ở trên vùng cao quá. Thì bà với em Cường thì cũng có vẻ là khá là bận rộn các bác ạ, còn rất là nhiều điều phải làm. Đấy, hôm nay thì cháu Lực chưa có thể là dán cái tấm bảng đó lên được, thì cháu Lực sẽ hẹn các bác anh chị ở cái thước phim sau, và thước phim sau thì cháu Lực sẽ công khai tài chính của nhà em Cương luôn, tổng tất cả cháu Lực nhận được bao nhiêu và chi những cái khoản nào thì cháu Lực sẽ công khai lên cho tất cả các bác anh chị cùng biết thêm các bác nhé. Hôm nay thì đang là ngày Tân Gia cho nên là có khá là đông người, cho nên là cháu Lực sẽ không chưa có thể là gắn cái bảng mà trao tặng được. Rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Cháu Lực sẽ hẹn các bác ở thước phim sau các bác nhé. Anh Cường thì hôm nay thì cảm giác như nào khi mà mình được lên Tân Gia? Em vui ạ. Vui à? Khi mà mình có một ngôi nhà mới như này thì bây giờ đi làm thì có yên tâm cho bà ở nhà chưa? Dạ em rồi ạ. Rồi à? Anh Cường thì bây giờ các bác ạ đi làm, nhưng mà nếu mà Cường đi làm tận đâu? Làm ở Bắc Quang ạ. Làm Bắc Quang à? Thế em đi xuống ở đấy thì làm công việc gì? Phụ hồ ạ. Phụ hồ à? Là đi phụ xây đúng không? Vâng. Ở đây thì phụ xây của bác ạ, đi chắc là đi đảo vứa à? Thế một ngày thì người ta giả cho bao nhiêu tiền? Ngày 200 à? Thế em lấy tiền đấy về để làm gì? Đóng lãi ngân hàng. Đóng lãi ngân hàng à? Thế ngày 200 thì tháng 6 triệu thì tiền ăn tiền uống người ta đã bao chưa? Bao rồi. Bao đúng không? Thế là một tháng mình có dư ra được 6 triệu không? Không làm được 30 công, tầm 25 công. Tầm 25 công à? À thế là rơi vào tầm một độ 6 triệu rưỡi gì đấy đúng không? Thế thì ở đây thì em tiền mà khi mà em nhận được lương ấy thì em gửi về cho bà luôn hay là em giữ ở trong người? Gửi cho bà luôn à? Để bà là về nhà là mua thức ăn xong là đóng tiền lãi ngân hàng. Ở đây thì có dư ra được từ lúc mà đi làm có dư ra được để giả phần gốc ngân hàng lúc nào chút nào chưa? Em chưa. Chưa à? Hôm nay thì có cả em mà xử lên Tân Gia nữa các bác. Hôm nào mà nhà xử Tân Gia thì Cương lại đi vào Tân Gia của xử nhá. Ở đây thì hai anh em đều là chung một cái số phận các bác. Bố của em Cương thì cũng ai gọi là ai cũng có một cái số phận mà rất là đặc biệt các bác ạ. Ở đây thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được rất là nhiều ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân ủng hộ tới cho hai anh em. Nhà em Cương thì cháu Lực kết hợp cùng bên xá để mà sửa lại cái ngôi nhà, còn là nhà em Sử thì không có kết hợp gì cả. Đấy, kênh của cháu Lực với lại kênh của bạn Trình là kết hợp hai kênh kết hợp lại với nhau để làm. Đấy, bây giờ cô bác nhìn nhìn ra một chút cô bác này, đó một cái ngôi nhà mà hoàn thiện từ độ tầm một tháng thôi. Có những tấm ván gỗ, những cái vân gỗ màu rất là đẹp và rất là độc đáo. Đấy, ở đây thì có thể là bây giờ phần ở dưới sàn nhà đang hơi bừa bộn một chút. Đấy, trong thời gian mà gọi là một mình bà ở nhà các bác, thành ra là chưa có dọn dẹp được. Đấy, bây giờ thì em Cương về nhà thì em Cương sẽ dọn dẹp được thêm là phụ giúp bà là nhiều hơn các bác. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hôm nay thì khi mà cháu Lực nhận được lời mời là em Cương Tân Gia, cháu Lực cứ nghĩ là hôm nọ em Cương bảo qua Tết ấy. Qua Tết thì cháu Lực cứ nghĩ là qua Tết âm thì em mới làm. Đấy, ở đây thì anh thấy là đột ngột làm ấy đúng không? Là chọn được ngày đẹp xong là làm luôn à? Em gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông bà nhé, đã giúp đỡ em để em được sửa lại ngôi nhà như vậy á. Cháu Cương xin cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, giúp gia đình cháu rất vui. Và có ngày hôm nay, cháu biết ơn tất cả các ông, các bà, các chú, các anh chị. Có những điều gì cháu không biết thì các
mong các bà thông cảm cho cháu ạ. Ở đây thì em Cương các bác đi học thì cũng chỉ đến lớp 7 thôi, em ấy đã bỏ học đi rồi. Thành ra là có rất là nhiều điều thì em ấy cũng chưa có được hiểu cho lắm. Thì rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho em Cương. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Cương xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.